everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare cucumber pickle. Nè, lỡ như miên tơ sọ, cái hạt là tơ sọ sơn, đập sọ sơn. À lỡ như chắp đam thôi chỉ cucumber pickle hay bắt đầu một tiết nhưng mình thôi cá chặt xong ăn vị sát thay tram vị chỉ muốn tận bờ. Đặt bờ mình đặt những trang cách tới ត្រសក់បានចិតរួចរាល់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រាំទុករយៈពេលម្ដងហើយវាជួយជាតិអំបិលជាតិប្រៃតិចនៅក្នុងត្រសក់នេះត្រសក់បានត្រាំទុកមួយម៉ោងហើយឥឡូវវាមានលក្ខណៈរាងទន់បែបនេះយើងអាចស្រង់វាបាន. Trong tục ở viên sổ từng tích tất tỏ mốc dân vô viên chưa ta hạt ngày ở những sổ từng tích. Ở lỡ những chặp ở nam chặp tất sọ đặt hát vô ta hạt. Đã hạt thạc phí. Here's palm sugar. Coca-Cola ở bia. Làng trường trống cầm dừng trường bật hành. Alaska chập đam làng trường trống hai nhịp chập đam nặng. Chop garlic, fish sauce, then add water,
Then keep it until it's boiled. Bắt đầu bị ăn tới score là lời chỉ cần là lời nhâm chấp bắt đầu đặt tới sọt chân nó không có lò. Sọt bay cái lỗ đặt không có lò nó trong cái gì. Là tất cả những số 200 lượt tập bán. À lỡ tục vì ở nơi cái đầu nữa, tụi tôi mất tục dân vô với tất chặt lực mong của lò tất sọ bàn. Chấm nhưng ai tụt dạo phê phi dục thì ai nhà bán hết nhé. Ok everyone, for cucumber pickle, I already keep it for 2 nights and now it enough for eating. Here I'm going to prepare fresh shrimp. Then I start to clean couple lemon leaf and lemon crystal, garlic oil, chili. Chicken powder, fresh shrimp, so let's unbox cucumber pickle. Add chili, chicken powder, salt, mix it together. Oh my cucumber pickle, it looks so yummy. Yummy, yummy. Wow. Good smell. Okay, everyone, eat with me.
Hmm.